Kim Tae Hee xuất hiện với vẻ ngoài hốc hác, già nua, lộ bằng chứng sớm ly hôn Biren. Vừa qua, Kim Tae Hee đã gửi lời chúc The Fact nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trang báo này. Trong clip có thể thấy nữ diễn viên truyền tình Harvard diện đầm trắng thiết kế thanh lịch. Tae Hee để tóc xõa, trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật diện mạo xinh đẹp vốn có. Tuy nhiên, bà xã của Biren để lộ khá nhiều dấu hiệu lão hóa trên gương mặt. Đầu tiên là những nếp nhăn ở vùng mắt và miệng, sau đó phải kể đến là phần cổ gân guốc, kém thẩm mỹ của cô trước ống kính máy quay. Rõ ràng Kim Tae Hee không còn giữ được phong độ trẻ trung như trước. Một số dân mạng thể hiện sự thất vọng khi nhìn thấy diện mạo hiện tại của Kim Tae Hee. Họ cho rằng cô không còn phù hợp với danh hiệu ngọc nữ xứ Hàn. Số khác lại cho rằng Tae Hee đã bước sang tuổi 42, lại trải qua hai lần sinh nở nên chẳng thể tránh khỏi sự lão hóa. Vậy nhưng thần thái của cô vẫn khá tốt. Kim Tae Hee kết hôn với Biren vào tháng 1 năm 2017. Đến cuối năm này, cô sinh hạ con gái đầu lòng cho ông xã. Tháng 9 năm 2019, Tae Hee và chồng tiếp tục đón một cô công chúa nữa chào đời. Cách đây không lâu, Biren bất ngờ dính phải nghi vấn phản bội Kim Tae Hee khi có quan hệ bất chính với nữ gốc thủ xinh đẹp. Phản ứng lại thông tin thất thiệt trên, cả Tae Hee lẫn Biren đều lên tiếng phủ nhận, đồng thời cho biết tin tức trên thật sự quá lố bịch. Thời gian này, mạng xã hội xôn xao với tin đồn ông chồng quốc dân Biren ngoại tình với một tay góp sinh năm 1996. Dù phía công ty quản lý của Biren nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn và cho biết sẽ có nhờ đến pháp luật để xử lý người tung tin đồn. Dù động thái phủ nhận của người trong cuộc rất mạnh mẽ, thế nhưng sự việc trên vẫn gây bão mạng xã hội, cùng với đó là rất nhiều những đồn đoán khác nhau. Bên cạnh những lời đoán cặp đôi đang bị ai đó chơi xấu, một bộ phận cộng đồng mạng chỉ ra bằng chứng về điểm chung giữa tin đồn lần này với những tin đồn ly hôn chấn động trước đó và lo sợ liệu đây có phải là một dấu hiệu cho thấy cả hai sẽ đường ai nấy đi trong tương lai. Cụ thể, minh chứng được suy ra từ hai đôi từng là biểu tượng cho tình yêu showbiz có cái kết đẹp như Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy, Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng hai cặp nổi tiếng này cũng từng bị tung tin đồn ngoại tình và chia tay. Sau đó, công ty chủ quản cũng lập tức lên tiếng phủ nhận đòi kiện. Nhưng kết quả, 1-2 năm sau, hai bên lên tiếng xác nhận ly hôn. Cũng theo dòng bàn luận, không ít người đồng tình cho rằng không có lửa sẽ chẳng có khói. Vì là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, dĩ nhiên, nếu có công bố ly hôn thì cũng phải đợi thời điểm thích hợp chứ không chỉ vì một tin đồn mà lập tức xác nhận được. Tuy nhiên, ý kiến trên lập tức bị cộng đồng fan chỉ trích dữ dội. Đông đảo dân mạng phẫn nộ cho rằng không thể quy chụp chung vào làm một. Hơn nữa, việc cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng từng bị đồn ly hôn ngoại tình vốn nhan nhản. Ví dụ điển hình nhất là cặp đôi vàng của showbiz là Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi, quanh năm bị đồn ly dị nhưng họ vẫn đang vô cùng hạnh phúc với mái ấm của mình. Ngoài ra, phần lớn fan đều quyết tâm tin tưởng vào tình yêu và tổ ấm hạnh phúc của Biren và Kim Tae Hee. Lời phủ nhận phía công ty quản lý đã giúp người hâm mộ yên tâm hơn rất nhiều. Nhiều fan hy vọng tin đồn này sẽ không bị xuyên tạc thêm, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sự nghiệp của cặp đôi trong tương lai. Được biết, hiện nay, Biren Kim Tae Hee đang sống hạnh phúc với hai cô công chúa. Biren và Kim Tae Hee bén duyên khi đóng quảng cáo chung vào năm 2011. Nam ca sĩ là người chủ động theo đuổi mỹ nhân hơn anh 2 tuổi. Cặp đôi chính thức đến với nhau vào năm 2012. Theo tiết lộ của Biren, anh đã bị Kim Tae Hee từ chối vài lần vì cô nghĩ anh là trai hư. Tuy nhiên, sự thật là Kim Tae Hee chính là mối tình đầu, người mà Biren trúng tiếng xét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ. Năm 2013 có lẽ là thời điểm sóng gió nhất khi Biren và Kim Tae Hee công khai hẹn hò và vấp phải làn sóng phản đối dữ dội của người hâm mộ. Có người cho rằng đây chỉ là chuyện tình hợp đồng, chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Có người lại chê Biren thua kém Kim Tae Hee về cả địa vị trong làng giải trí lẫn xuất thân. Có lẽ đó cũng là lý do khiến hai nghệ sĩ vô cùng kín đáo trong chuyện tình cảm. Thậm chí khi họ kết hôn, cũng chỉ có vài tấm hình hiếm hoi được tiết lộ. Theo đó, tháng 1 năm 2017, Biren viết thư tay thông báo sẽ kết hôn. Hai ngày sau đó, anh và Kim Tae Hee chính thức nên duyên vợ chồng. Đám cưới của họ chỉ mời vỏn vẹn 10 khách với chi phí tổ chức chỉ khoảng 1.100 đô, một trong những đám cưới tiết kiệm nhất showbiz Hàn. Cuối năm 2017, Kim Tae Hee sinh con gái đầu lòng. Tháng 9 năm 2019, cặp đôi tiếp tục chào đón con gái thứ hai ra đời. Sau 5 năm hôn nhân, Kim Tae Hee và Biren đã trở thành hình mẫu hôn nhân hạnh phúc của làng giải trí châu Á. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, Biren cũng không quên nắm chặt tay vợ như một thói quen.